Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đi quay VinWonder, một trong những công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam và hàng đầu châu Á. Nào, bây giờ mình hãy cùng vào khám phá nhé. Đây là VinWonder tàu lửa siêu tốc nha các bạn ơi. Với tốc độ 110 km trên 1 giờ, trong vòng 1 phút 20 giây chúng ta sẽ trải nghiệm được cái tàu lửa siêu tốc này đây. Đây là cái khúc mà mình đang chờ để bắn lên trên kia nha các bạn. Hồi hộp quá. Thở sao vô nào anh ơi. Tại đây các bạn thấy video clip này có hay hãy cho mình một like và một subscribe nhé.